Thưa quý vị và các bạn, việc tuyết rơi dày và tầm nhìn thấp đã khiến cho sân bay ở Vancouver, Canada phải tạm dừng tất cả các chuyến bay vào sáng ngày 20 tháng 12. Dự báo tình trạng gián đoạn bay do tuyết rơi dày sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần trước lễ Giáng sinh. Dữ liệu từ trang web theo dõi hàng không FlyAware cho thấy, gần 200 chuyến bay dự kiến đến hoặc khởi hành trong ngày 20 tháng 12 đã bị hủy. 67 chuyến bay khác bị hoãn, Nhà khí tượng học thuộc cơ quan môi trường Canada, Ross Macdonald thông tin, khu vực Vancouver đang trải qua một cơn bão mùa đông đáng kể, dự kiến sẽ mang thêm tuyết vào buổi sáng trước khi trời quang mây tạnh vào buổi trưa 21 tháng 12. Cơ quan môi trường Canada đã ban hành cảnh báo cực lạnh, tuyết rơi dày và luồng không khí lạnh từ bắc cực đối với hầu hết tỉnh British Columbia, khuyến cáo người dân mặc ấm và đề phòng các điều kiện lái xe nguy hiểm trong vài ngày tới.